thương thêm sức mạnh. Chắc từng một thời yêu thương vội xa, chưa một lần nào anh nghĩ ta sẽ xa lạ. Có lẽ vì ta yêu thật thà. Buồn rồi sẽ trôi đi, đôi khi là cho tình yêu thêm vị. Tình mình có bao lâu thì xin nguyện giữ hết những mai sau. I just wanna stay with you from now to forever. I just wanna stay with you from now to forever. Tìm được nhau đã quá miệt mài, chặt vòng tay giữ mãi không phải. Đôi khi bao sẽ hạnh phúc.
Hãy Tiến Nhật và Kim Anh của chúng ta đã làm xong lễ ra tiền. Và tôi tên Lâm và tên Giang Nhân đã cùng nắm tay nhau tiến theo nhịp đập con tim đang vầy gọi để trở về với bản thân hương. Đó sẽ ra mắt các toàn thể quý quan viên hai họ trong buổi chương hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, như vậy tiếng chuông vàng ngân nga của ngày hôm nay đã điểm. Thời khắc đẹp nhất đã dành cho Tiến Nhật và Kim Anh. Thì ngay lúc này để cả quý vị không chờ lâu thêm nữa, chúng ta xin được giới thiệu tới toàn thể cả quý vị hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu. Đó là đôi tân lang bạn, tân chân nhân đẹp nhất, hạnh phúc nhất và rạng ngời nhất đang hiện diện trên sân khấu. Tiến Nhật và Kim Anh xin được chào đón sự hiện diện của các quý vị. Mong muốn rằng ở phía dưới hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho đôi tân lang bạn, tân chân nhân đi nào quý vị ơi. Vâng, thưa quý vị, như các cụ ta có dạy rằng, công cha thì như núi Thái Sơn, người mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nếu như nụ cười đầu tiên khi đón nhận niềm vui của những đứa con thân yêu, thì đó cũng chính là những người cha người mẹ. Và ngay sau đây, để quay trở lại với chương trình lễ tảnh hôn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời thân sinh của chú rể, ông Nguyễn Đức Luận và bà Đào Thị Thanh, cùng với ông Hồ Đức Cảnh và bà Phan Thị Hường là thân sinh của cô dâu sẽ cùng tiến bước trở lại với sân khấu Đức Cảnh Tân Lam Bản Tân Dân Ta để có sự ra mắt toàn thể quan viên hai họ. Chúng tôi xin được kính mời. Trăm năm trong cõi người ta, trai tài gái sắc khéo là chọn nhau. Chuyện tình duyên có trầu cau, cha mẹ dặm hỏi cưới nhau phải chọn ngày. Hôm nay là ngày hạn tốt, ngày 29 tháng 4 năm 2019, tức ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi, thì hai gia đình chúng ta đã chọn được ngày hạn tốt để đưa đôi bạn trẻ Tiến Nhật và Kim Anh trở về với tổ ấm của gia đình và niềm hạnh phúc. Và với sự hiện diện của các quý vị, đó là niềm vui niềm hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Nhân dịp này chúng tôi xin được thay lời một nói của gia đình Hoàng Nhà Trai, xin được thay lời cho gia đình Hoàng Nhà Gái và xin được chuyển lời từ Tân Lang Bản, Tân Gia Nhân, Tiến Nhật và Kim Anh xin được kính gửi tới toàn thể các quý vị lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, một lời chào kính trọng và nồng nhiệt nhất. Và chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn dành cho đôi bạn trẻ Tiến Nhật Sánh Duyên cùng Kim Oanh xin được bắt đầu. Để quay trở lại với chương trình lễ tảnh hôn, cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời với sự hiện diện của ông Nguyễn Duy Phân sẽ đại diện cho gia đình hai họ chúng ta cùng tiến bước trở lại sân khấu để có những lời phát biểu cảm ơn trước toàn thể các quý vị. Xin kính mời ông Nguyễn Duy Phân. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bà con, cô bác, họ hàng và gia đình ông Nguyễn Đức Luận, bà Đào Thị Thanh và gia đình Hồ Đức Cảnh và Phan Thị Hiền. Hôm nay là một ngày rất trọng đại của hai gia đình và hai cháu Tiến Nhật Kim Anh. Hai cháu Tiến Nhật Kim Anh sinh ra mình đất Khố Châu, Phương Sơn Hà Tĩnh, nhưng tình duyên thì lại bén ở Sài Thành xa xôi. Qua một thời gian tìm hiểu và đến nay là hai cháu đã quyết định về trăm năm hạnh phúc bên nhau, được sự đồng ý của hai gia đình. Hôm nay hai gia đình tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu để mừng hạnh phúc cho hai cháu và gia đình. Gia đình ông Nguyễn Đức Luận và bà Đào Thị Thanh đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để mời bà con đến đây mừng cho gia đình và chúc phúc cho hai cháu. Thay mặt cho cả hai gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng nội ngoại của gia đình ông Nguyễn Đức Luận, bà Đào Thị Thanh và gia đình
ông Hồ Đức Cảnh, bà Phan Thị Hiền cùng hai cháu Tiến Nhật, Kim Anh. Xin chân thành cảm ơn bà con cô bác họ hàng gần xa, cảm ơn bà con khu phố, và cũng đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà hàng Hải Hiền đã rất nhiệt tình giúp đỡ cho gia đình chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ với hai cháu. Cuối cùng xin chúc tất cả mọi quý khách có mặt tại đây có một bữa ăn ngon miệng, có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Duy Phơn đã thay lời cho hai gia đình chúng ta đã có những lời phát biểu tri ân đến toàn thể các quý vị đã góp chung với niềm vui của Tiến Nhật và Kim Anh. Và xin quý vị hãy dành lại cho ông Nguyễn Duy Phơn đại diện cho hai gia đình hai họ chúng ta một đạp vỗ tay thật lớn không quý vị. Thưa quý vị thân mến, vậy là cùng bắt đầu từ đây, nếu Tiến Nhật là thuyền thì Kim Anh sẽ là bến đẩy thuyền đi trên sông nước gần lành, còn nếu Tiến Nhật là lá là cành thì Kim Anh của chúng ta sẽ là trương long lanh buổi sáng, còn nếu Tiến Nhật là mặt trời chói chang thì Oanh sẽ là hoa hướng dương ngước mặt trời về. Thế gian đẹp nhất mặt trời, trên đời đẹp nhất có 10 mình yêu, ánh dương soi tỏa muôn chiều cũng không thể sánh được bằng tình yêu ấm nồng. Và trong buổi đêm hôm nay, để chứng minh tình yêu ấm nồng của cô dâu và chú rể, đặc biệt để gắn kết tình yêu của Tiến Nhật và Kim Anh lại bên nhau mãi mãi, muôn đời không bao giờ xa lìa, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng về sân khấu chứng kiến giây phút lạc quan hạnh phúc 5 năm của đôi bạn trẻ. Đó là chiếc vòng nhẫn cưới sẽ được trao tay để nói lên rằng Tiến Nhật và Kim Anh yêu nhau rất là nhiều và nguyện mãi mãi muôn kiếp này sẽ không bao giờ có thể xa lìa. Xin mời hai em hãy bước lên phía trước một bước và hãy dành cho nhau tình cảm thân thương trên sân khấu, đó là trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới để nói lên rằng những tình cảm thân thương này sẽ gắn bó mãi mãi, muôn đời này không bao giờ có thể xa lìa. Là vòng kim cương, nhưng đó là tình thương vô bờ anh xin được dành cho em. Mãi nguyện mãi mãi muôn kiếp này sẽ nắm tay em để đi đến với niềm vui và hạnh phúc cuối con đường của niềm hạnh phúc tương lai. Và chắc hẳn những tình yêu, niềm hạnh phúc mà chú rể dành cho cô dâu chúng ta cũng sẽ được Kim Anh đáp lại cho chú rể. Xin một tràng vỗ tay thật lớn đấy quý vị ơi. Vâng, thưa quý vị, sau chiếc vòng nhẫn cưới mà hai em đã dành cho nhau thì ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng mời Tân Lam Hà, Tân Lam Ta tiếp bước trở lại với bản tân hôn, quy chai rượu nồng của mình ra để rót đông đầy vào chiếc bình thường, làm lễ uống rượu giao hôn trước sự chứng kiến của toàn viên này không? Vâng, thưa quý vị, như vậy hai chai rượu nồng thắm đượm tình yêu, tình thương yêu của Tiến Nhật và Kim Anh đã được Tân Lam và Tân Dân chúng ta chúc tay để khui ra, đồng lòng để tất cả biết đông tình chồng nghĩa vợ như sông Hồng Hà. Và ngay bây giờ xin chào mọi người sự chung tay để rất đậm đề vào chiếc biểu thương, những dòng rượu đang chảy sẽ giống như nước và mật ngọt cưới cho câu chuyện tình yêu Tiến Nhật và Kim Anh chúng ta mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi xin kính mời. Xin mời chúng ta hãy nắm hai tay của mình lên chai rượu nồng ạ. Vâng, thưa quý vị, những dòng rượu cũng giống như những con suối con sông chảy không ngừng, những tiếng nhạc tưng bừng hân hoan, những lời ca tiếng hát rộn ràng để chúc cho Tiến Nhật Kim Anh chúng ta vượng loan suốt đời. Sau khi những dòng rượu đông đầy trên tháp ly, nó giống như những ly mật ngọt để tưới cho câu chuyện tình yêu hạnh phúc này mãi mãi xanh tươi, thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời Tân Lam và Tân Dân ta hãy cùng nâng ly rượu nồng của mình. Yêu nhau thì mấy núi cùng trèo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Và xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta tiếp tục hướng về phía giữa sân khấu con đường tình yêu. Và xin được trân trọng kính mời các nhà nhiếp ảnh gia chúng ta cùng lưu lại khoảnh khắc thật là tuyệt vời này dành cho Tiến Nhật và Kim Anh. Xin mời đôi Tân Lam Tân Ta hãy cùng hướng mắt về nhau, đan vào tay nhau thành hình của hai trái tim đang thổn thức yêu thương. Cái đầu tôi đến từ 1 đến 3, quý vị hãy dành cho con
rồi, chúng đây một đám vỗ tay nữa được không ạ, quý vị ơi? Nào thưa quý vị, một, hai, ba. Chúc cho tiếp nhận kim oanh 150 tháng mã thì trong năm hạnh phúc không hề cuối này. Vâng thưa quý vị thân mến, như vậy những giây phút hạnh phúc nhất Tiến Nhật và Kim Anh đã dành cho nhau trên sân khấu, đặc biệt với sự hiện diện của hai bên thông gia, đó là thân sinh của chú rể ông Nguyễn Đức Luận và bà Đào Thị Thanh, cùng với thân sinh của cô dâu ông Hồ Đắc Cảnh và bà Phan Thị Hương. Thì ngay sau đây chúng tôi xin được trao trả tới toàn thể các quý vị, hai nhân vật chính cũng như hai bên thông gia, hai gia đình chúng ta sẽ cùng nâng ly rượu nồng của mình trở về với những bạn tiêu phía dưới để có sự cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các quý vị chúng ta đã không quản ngại đường xa xa xôi, đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình đến đây để tham dự với chương trình lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Xin mời hai em hãy nâng ly rượu nồng của mình trở về với bạn tiêu phía dưới. Đặc biệt chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời hai bên thông gia, hai gia đình chúng ta, đó là thân sinh của cô dâu cũng như thân sinh của chú rể, theo cùng tiếp bước với tân lang và tân chân nhân chúng ta để có những lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quan viên hai họ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời và cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị đã đến đây với chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay của Tiến Nhật và Kim Anh. Chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Một nỗi vui, nước mắt.